Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái video so sánh hai chiếc máy phát điện. Đều là Honda, một chiếc chính là Honda Kyo THG 2500 mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn quá nhiều rồi. Chúng tôi đã bán vài năm nay rồi và năm nay nó mới trở thành hot bởi vì nhu cầu sử dụng máy phát điện thì nó tăng vọt. Và bên cạnh cái chiếc Kyo THG đó chính là chiếc EHM 2900 DL. Và hai chiếc máy này thì nó đều có một mức giá, đó chính là 8 triệu đồng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đặt hai chiếc máy này cạnh nhau để quý vị các bạn có thể đưa ra một cái so sánh, một cái nhận định chính xác hơn về hai chiếc máy này. Hai chiếc máy này thì đều là hàng Honda Thái Lan, sử dụng động cơ Honda GX160. Công suất của cái động cơ đấy là 5.5 HP. Và các bạn có thể thấy được, nhìn thấy hai gương mặt đại diện ở trước mặt, một chiếc là EHM 2900 DL và một chiếc là Kyo THG 2500. Chiếc Kyo THG 2500 này tại Điện Máy Bình Sơn thì chúng tôi cũng chỉ còn duy nhất sót lại kho một chiếc này, có mức giá là 8 triệu. Đấy các bạn ơi, 8 triệu là một chiếc máy này thôi, chỉ còn duy nhất thôi. Còn nếu mà trên thị trường hiện tại, nếu mà các bạn muốn mua chiếc máy này thì nó sẽ rơi vào tầm 9 triệu đồng. Bởi vì cái độ hot của nó, tức là cái Kyo này người ta làm thương hiệu quá tốt nên là quý vị các bạn chỉ biết đến hàng Kyo thôi mà chưa biết đến EHM. Và EHM năm nay thì chúng tôi bắt đầu triển khai thay thế cho Kyo. Và nó có những ưu điểm, nhược điểm gì so sánh với nhau chúng ta sẽ nói đi chi tiết nha. Ok, đến với EHM thì các bạn có thể thấy được hiện tượng là hiện nay gần đây thì EHM DL 2009 DL là một trong những cái hiện tượng tại Điện Máy Bình Sơn chúng tôi về với số lượng khủng khiếp, hơn 100 con các bạn thấy không, hơn 100 con. Ở thứ hai tuần trước thì chúng tôi bán thì trong 3 ngày là hết sạch bách luôn. Các bạn có thể hiểu được cái độ hot của nó, tức là mức giá so với cái chất lượng của nó quá ngon, do đó thì các đại lý ôm ở quá nhiều. Rồi chiếc này thì các bạn có thể thấy được nó sử dụng này, tablo luôn, có tablo nha, bảng điện đàng hoàng, rồi là đồng hồ báo cường độ dòng điện, rồi là ổ cắm ra rất là an toàn, rồi cũng như là automat. Đấy, các bạn có thể thấy được ở đây là cái số series của nó. Đấy, động cơ Thái có báo nhớt luôn, các bạn thấy không, hơn một cái luôn, có báo nhớt. Động cơ này là động cơ Honda GX160, tất nhiên rồi, động cơ này Honda Thái 100%. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể check ngay. Cam kết với các bạn, nếu mà động cơ này là động cơ Honda, không phải là Honda xịn, chúng tôi sẽ đền cho các bạn 10 lần tiền và tặng không cho các bạn cái máy luôn. Đó là cam kết của Điện Máy Sơn. Khóa xăng, rồi các bạn có thể thấy được bình xăng của nó là bình xăng lớn. Với việc sử dụng bình xăng lớn thì bô e của nó sẽ ở bên cạnh. Đấy các bạn thấy không, bô e của nó sẽ ở bên cạnh. Và tất nhiên rồi, bình xăng lớn thì cái kết cấu của nó sử dụng bô xả sẽ là bô lớn, bô giảm thanh, bô kích thước lớn, gọi là bô giảm thanh. Các bạn thấy không? Thì các bạn có thể thấy được đây là một chiếc máy phát điện. Các bạn nhìn các bạn sẽ nhận ra luôn đây là một chiếc máy phát điện. Chế tất nhiên là chế Kenzi. Các bạn thấy không? Nắp Spap OHV. Đó. Honda thì nổi tiếng với cái sự bền bỉ, rồi là cái khả năng vận hành và cái độ lành của nó rất nhiều so với các dòng máy khác. Đây các bạn thấy không? Đây là xả nhớt. Con này có báo nhớt luôn. Rồi. Đến chiếc Kyo THG. Các bạn nhìn chiếc Kyo THG thì thấy nó đơn giản hơn hẳn luôn so với ở Honda Kyo Homiko EHM. Các bạn thấy không? Một thằng thì bình xăng lớn, một thằng thì là bình xăng nhỏ. Với việc sử dụng bình xăng nhỏ như thế này thì các bạn sẽ phải tiếp nhiên liệu nếu các bạn chạy trong một thời gian dài. Đấy, cái khác tiếp theo các bạn thấy củ phát của con EHM là củ phát tròn. Và EHM nó có hai phiên bản, một là củ phát tròn, củ phát thường, hai là củ phát Sawafuji XB26. Chúng tôi đã giới thiệu các bạn ở một cái video gần đây rồi. Thì với cái chiếc máy củ Sawa thì giá của nó lên đến 10 triệu trên 2 triệu. Chiếc này chỉ là củ vuông thôi, củ thường. Đấy, chiếc này thì không có tablo như kiểu này, không có cả một cái bảng như này, nó chỉ có trần như thế này thôi. Thì cái đồng hồ báo của nó đây, đồng hồ báo của nó, còn đồng hồ của chiếc EHM đây, AT đây, cũng có một ổ cắm. Nói chung là xét về thẩm mỹ thì tất nhiên rồi, EHM nó vượt trội hơn. Rồi cũng lốc máy này. Đấy, củ phát hai thằng đều ra công suất như nhau nhá. Thằng này đều ra là 2 ký 2. Thằng này cũng vậy thôi, 2 ký 2. Đấy, model 2500. Đây, thằng này có ghi chú ý ở đây. Thằng này không có báo nhớt thì phải. Không có luôn. Đù, không có báo nhớt. Chiếc này nó có báo nhớt các bạn nhá. Đấy,
Đấy, trước này thì không có nhớt. Rồi, một cái nữa các bạn có thể nhìn thấy này, bình xăng bô thằng này là bô thường. Bô thằng này là bô thường thôi. Đấy, bô thường. Đấy. Bô ông này là bô làm thanh. Tôi so sánh rất kỹ luôn. Bô làm thanh. Bô làm thanh. Bô to, bô thường. Bô e thường. Viên chế đây. Chế Kenshi thôi. Con này bô e lớn này. Phần gió nó sẽ đưa vào lọc gió tốt hơn. Bô e thường. Thấy các bạn thấy không? Bô thường. Chân ốc và chân đế này. Cái này rất kín, kín tổng vào tửa. Rồi các bạn nhìn thấy không? Tất cả. Ôi, con này thì tất nhiên là nó của Thiên Hóa An. Rồi, trước này thì nó của công ty Hồng Minh. Tức là một thằng Hà Nội, một thằng Sài Gòn. Thằng Hồng Minh thì ở Sài Gòn. Đây, các bạn có thể thấy được thằng Thiên Hóa An. Thiên Hóa An này là đơn vị ở Hà Nội. Trường Chinh. Còn bác EHM này thì ở quận Tân Bình. Thì tùy theo nhu cầu quý vị các bạn thôi. Các bạn thích bên nào hơn thì các bạn có thể lựa chọn. Và hai chiếc này là mức giá 8 triệu. Thì nói lại một lần nữa để các bạn có thể thấy được nhá. Chiếc EHM, hai chiếc này thì công suất như nhau. Chiếc EHM thì nó sử dụng bình xăng lớn. Chiếc Kyo thì bình xăng nhỏ. Chiếc EHM bô thần thanh, chiếc Kyo bô thường. Động cơ hai thằng như nhau, công suất như nhau. Đấy, thì khác nhau chỉ có hai cái đặc điểm này thôi. Và một thằng là của Sài Gòn và một thằng của Hà Nội. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thích chiếc nào thì các bạn có thể comment ở dưới và các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào khi hai chiếc máy cùng giá. Rồi, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.